Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, đón bước chuyển mình mới cần thêm quyết đoán. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Thân cho biết, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà tuổi Thân nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh trổ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Còn giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Về mặt tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với con giáp này khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình, bạn bè. Vậy mà bạn vẫn đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa kia còn lại của mình có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Phương diện sức khỏe của con giáp này khá ổn định. Bạn ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Canh Tuất, người tuổi Thân nhờ gặp được cục diện tam hợp thái tuế nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt được bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản mệnh không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng đạt được phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng 9 âm lịch này sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Dù đôi khi có thể bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng cần đề cao quy trình, thứ tự. Đổi lại, bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo được tham gia những buổi đào tạo chuyên nghiệp, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng có sẵn. Người tuổi Thân nên tranh thủ để tích lũy những kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi, trao dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường làm việc mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng bạn nhận được năng lực tiềm ẩn của bản thân mình. Tam hội cục còn mang tới quỷ nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn thực hiện hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, thuận đà công việc, hành thông, con đường tài lộc của người tuổi Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng Canh Tuất này. Có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh.
người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng nhanh. Bản mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì. Là nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn do dịch mã tác động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết thì cũng trở nên giao phó cho ai khác, kẹo đối phương làm qua lo hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy cần phải học cách tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. 3. Luận về phương diện tình cảm. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà người tuổi thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với con giáp này khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình, bạn bè. Nhờ vậy mà bạn có được sự đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích hỗ trợ chung từ họ. Các cặp vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và cảm thông cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn. Tháng này vẫn đào hoa khá vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ. Cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi thân trong tháng Canh Tuất này được duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần người tuổi thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bạn cần phải cần chú ý hơn tới các vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức được việc chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn có thể chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn cũng sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng. Nơi đất khách quê người, bạn phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết, công danh sự nghiệp, hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết, gia tăng khối lượng công việc, có thể được đào tạo chuyên môn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu huyết, tài lộc tăng tiến, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết, các mối quan hệ tốt đẹp, vận đào hoa khá vượng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết,
có ý thức chăm sóc rèn luyện sức khỏe. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen.